Xin mến chào tất cả các bạn và chào đón các bạn quay trở lại với khóa học văn phạm tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài thực tập số 4, Exercises 4, là bài tiếp theo bài văn phạm số 8. Lần trước chúng ta trong bài số 8 đã đúc kết và làm một số bài thực tập để phân biệt 4 thì hiện tại chúng ta đã học với nhau. Thì hôm nay chúng ta dành thêm một bài nữa để thực tập cho vững vàng hơn nữa các bạn nhé. Và như mình nói đó, thì khi mình đã học vững 4 thì của cái khoảng thời gian hiện tại rồi, nắm vững các nguyên lý và củng cố qua việc thực hành các bài tập, thì khi mình qua những cái thì khác của quãng thời gian quá khứ và tương lai, mình sẽ thấy nó đơn giản hơn rất nhiều. Tức là học càng ngày sẽ thấy càng dễ các bạn nhé. Càng đi sâu, càng đi xa vào trong văn phạm tiếng Anh thì mình càng thấy nó dễ hơn. Đó là mục tiêu của chúng ta và đó mới là cái đường đúng để mà học tiếng Anh các bạn nhé. Còn nếu mà học mà càng thấy nó khó hơn, nó càng rắc rối hơn thì mình có thể học đang sai phương pháp rồi. Bởi vì mỗi ngày học nó nhiều hơn mà mình thấy nó khó hơn, nó rối lên thì như thế mình sợ tiếng Anh chứ không phải là mình thích tiếng Anh nữa. Là mình bắt đầu rơi vào cái tình trạng là hỏng chân, mất căn bản, dần dần. Có thể vì nhiều quá, không học kịp, hoặc là rất có thể do cách học của chúng ta không có đúng. Chúng ta chưa nắm được cái nền cho nên nó rối lên. Vậy thì để hỗ trợ cho việc nắm thật là vững các loạt bài 4, 5, 6, 7 liên quan đến 4 cái thì Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple và Present Perfect Continuous, thì chúng ta sẽ làm thêm một bài tập cho phần này nữa. Hy vọng rằng sau bài tập này thì các bạn thấy vấn đề nó càng đơn giản hơn và các bạn có khả năng phân biệt được nhiều hơn nữa 4 cái thì gọi là Simple, Continuous, Perfect và Perfect Continuous. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào làm bài tập. Exercise 1. Choose the correct answer. Bài tập số 1. Hãy chọn câu trả lời đúng. Bây giờ các bạn có 30 giây để làm hai câu trên màn hình. Các bạn nhớ tìm các cái chữ gợi ý về thời gian các bạn nhé. Bởi vì những chữ đó rất là có lợi để mình xác định cho nhanh và hiệu quả thì thích hợp. Trừ khi nào mà nó không có những cái từ mà gợi ý về thời gian đó, thì mình mới đọc cái ý của câu, những cái chỗ đáng chú ý như là nhấn mạnh chẳng hạn. Còn các bạn, điều đầu tiên là nhìn ngay vào trong những từ mà có tính cách gợi ý cho mình về thì. Rồi bây giờ xin mời các bạn bắt đầu làm bài. Bạn nào cần thêm thời gian có thể dừng màn hình lại để làm cho xong trước khi xem đáp án nhé. Bây giờ chúng ta cùng sửa với nhau. Câu thứ nhất. Her cousin, a truck next week for $3,000. Người bà con của cô ấy bán một xe truck, là xe tải đó, vào tuần tới với giá $3,000. Mình thấy ngay ở đây chữ next week, tuần tới, đây là một thời gian gần, ở trong tương lai gần. Vậy thì mình nhớ ngay đến thì hiện tại tiếp diễn, là thì có một cái chức năng kéo tương lai về hiện tại, hiện tại hóa tương lai để làm cho tương lai nó sống động đối với người đọc hoặc người nghe.
một dự định tương lai mà mình biết rằng mình sẽ thực hiện cách chắc chắn, thì khi đó mình có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn present continuous. Vậy thì ở đây chúng ta đi tìm thì hiện tại tiếp diễn, và chúng ta thấy câu B và câu C là thì hiện tại tiếp diễn, nhưng mà mình chọn câu C là bởi vì her cousin là ngôi thứ ba số ít, chỉ có một người thôi. Vậy thì câu trả lời cuối cùng là her cousin is selling a truck next week for $3,000. Câu số 2. In her job, she around a lot to meet her customers. Trong công việc của cô ấy lái xe chung quanh, tức là lái xe chung quanh khu vực, cái môi trường làm việc của cô ấy đó, nhiều, a lot, để gặp các khách hàng của cô ấy. Tức là cô lái xe nhiều để gặp gỡ, giao thiệp với các khách hàng của mình trong công việc. Vậy thì chúng ta thấy đây là một cái miêu tả bình thường, thực tế thôi, rằng cô ấy lái xe, gặp khách hàng thế thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, kể chuyện thôi, một chuyện thực tế ở trong hiện tại. Vậy thì ta nghĩ đến hiện tại đơn giản. Vậy ta đi tìm ở đây đâu là hiện tại đơn giản. Ok, câu A, B và đây là câu C. Câu C chính là câu trả lời cuối cùng. In her job, she drives around a lot to meet her customers. Chúng ta không chọn câu D bởi vì she là ngôi thứ ba số ít. Động từ phải thêm S hoặc ES vào. Rồi. Bây giờ qua hai câu tiếp theo, các bạn cũng có 30 giây. Mời các bạn. Rồi, chúng ta cùng sửa với nhau. Bạn nào cần thời gian thêm thì có thể dừng màn hình lại. Câu số 3. The mayor, the topic twice with the city council. Thị trưởng bàn luận chủ đề đó hai lần với hội đồng thành phố. Thưa các bạn, mình thấy ngay chữ twice ở đây là từ gợi ý về thời gian. Các bạn nhớ lại, thì thứ nhất chúng ta học ở loạt bài số 4, thì present simple, hiện tại đơn giản, thì chúng ta cũng gặp chữ twice, chữ once, hai lần, một lần đó. Nhưng mà chữ twice, chữ once ở bên đó đó, thì diễn tả một cái thói quen lặp đi lặp lại, chẳng hạn như là tôi uống thuốc hai lần một ngày. Mẹ tôi đi chợ hai lần một tuần, chẳng hạn như vậy. Đây là chuyện lặp đi lặp lại. Nhưng ở câu số 3 này thì chữ twice này có nghĩa rằng họ đã bàn luận với nhau được hai lần rồi. Tức là cái hai lần này là một sự hoàn thành của công việc. Vậy thì ta có yếu tố hoàn thành ở đây. Hoàn thành, vậy thì mình đi tìm thì hoàn thành. Và chúng ta biết, lần trước trong số 8 chúng ta nói với nhau là có sự khác nhau giữa thì hoàn thành đơn giản và hoàn thành tiếp diễn. Hoàn thành đơn giản thì thường nói đến bao nhiêu số lần, một kết quả nào đó, một thành tựu nào đó. Còn thì hoàn thành mà tiếp diễn đó, thì nó nhắm tới cái khoảng thời gian xảy ra hành động, để nó nhấn mạnh hành động. Tức là
câu hỏi cho how long. Còn thì hiện tại hoàn thành đơn giản, simple đó, thì nó thường để trả lời cho câu hỏi how many times, bao nhiêu lần rồi. Chúng ta thấy hai lần, vậy thì nó liên quan đến how many times, chứ không phải how long, không phải là bao lâu. Vậy thì chúng ta biết ngay giữa câu B và câu C đều là thì hoàn thành hết, nhưng ta chọn hoàn thành đơn giản vì nó liên quan đến số lần. The mayor has discussed the topic twice with the city council. Ở đây chúng ta lưu ý với nhau một chút về cách đọc nhé. Đừng đọc là mayor, mà đọc là mayor, chữ e và chữ r các bạn nha. The mayor, thị trưởng. Bây giờ qua câu thứ tư. The cooker pretty well since the beginning. Cái bếp, work là hoạt động khá tốt kể từ ngay lúc đầu. Chúng ta thấy ngay chữ since ở đây cộng với một mốc thời gian ấy là lúc đầu. Vậy thì nó gợi cho ta nhớ ngay đến thì hiện tại hoàn thành. Đơn giản các bạn nha. Ở đây. Vậy thì chúng ta đi tìm thì đó là câu B. The cooker has worked pretty well since the beginning. Ở đây chúng ta lưu ý một chút là cooker không phải là đầu bếp mà là cái bếp các bạn nha, cái bếp. Còn đầu bếp thì chỉ là chữ cook mà thôi. Cook, người nấu ăn. Nhiều bạn lộn cái chỗ này nha. Cook là người nấu ăn, cooker là cái bếp. Và phát âm ở đây cũng thế. Nhớ nhấn vần thứ hai, beginning. Và chính vì thế cho nên ta phải nhân đôi phụ âm lên theo nguyên tắc mà chúng ta học. Bây giờ qua câu thứ 5 và thứ 6, các bạn có 30 giây, mời các bạn. Rồi, chúng ta cùng sửa với nhau. Bạn nào cần thêm thời gian có thể dừng màn hình lại. Câu số 5. Linda's eyes are red because she all night. Mắt của Linda đỏ bởi vì cô ấy đã khóc cả đêm. Bạn thấy ngay đây là trường hợp mình đã nói với nhau khá nhiều lần, chúng ta thấy quen thuộc phải không ạ? Mắt đỏ chính là dấu vết, dấu tích của việc khóc cả đêm. Vậy thì ta biết đây chính là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, present perfect continuous. Vậy ta chỉ đi tìm nó thôi. Đây là câu D. Linda's eyes are red because she has been crying all night. Các bạn nhớ đọc chữ been ở đây, đừng đọc là been nhé. Nếu đọc là been là chữ y dài đó, thì nó sẽ thành nghĩa khác. Chẳng hạn như là những hạt đậu đi ha. Beans, been. Còn đây đọc y ngắn, been. Linda's eyes are red because she has been crying all night. Câu số 6. Francis to Malaysia. Be, động từ be cộng với to có nghĩa là đi đến nơi nào đó. Chúng ta thấy đây là một câu có dấu chấm. Một là phủ định hay là khẳng định thôi.
Vậy thì chúng ta nhìn dưới đây. Chúng ta thấy cái chữ never là không bao giờ, còn chữ ever là đã từng hoặc là có bao giờ chưa. À, vậy thì ever thường là dùng để đặt câu hỏi, à, hỏi về một kinh nghiệm nào đó trong cuộc đời. Vậy ta biết ngay ở đây là một câu hoàn thành và mình không thể dùng ever được bởi vì đây là dấu chấm. Vậy thì mình sẽ chọn never, never mà ở hoàn thành. Ta thấy never có 3 câu là A, C và D. Và đều ở thì hoàn thành hết. Francis là ngôi thứ ba số ít, cho nên chắc chắn ta phải chọn cái dạng là has. À, has. Vậy thì ta loại cái câu C ra rồi. À, bây giờ còn câu A và câu D. Bây giờ mình nên dùng thì hiện tại hoàn thành đơn giản hay là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn? Thưa các bạn, chúng ta nói với nhau về những động từ trạng thái, stative verb. À, be là một trong những động từ trạng thái, và động từ trạng thái thì thường nó sẽ dùng ở cái dạng simple, cái thì simple, chứ nó thường tránh dùng thì continuous, tiếp diễn. Vậy thì ta chọn câu A chính là đáp số cuối cùng. Francis has never been to Malaysia. Francis chưa bao giờ đi Malaysia cả. Bây giờ câu 7 và câu 8 các bạn cũng có 30 giây. Mời các bạn. Rồi, bạn nào cần thời gian thêm thì có thể dừng màn hình lại. Chúng ta sửa câu số 7 với nhau. For my call since 7 o'clock. Các bạn thấy ngay ở đây chữ since cộng với một mốc thời gian. Ta nhớ ngay đến thì hoàn thành. À, vậy thì hoàn thành đâu? Chúng ta thấy ở đây có câu A, câu B là thì hoàn thành, C và D không phải. Vậy thì mình chọn A hay B đây? Ok, nghĩa của câu này là đang nói về sự chờ đợi. Bạn chờ cuộc gọi của tôi từ lúc 7 giờ phải không? Vậy thì ta chọn cái nào giữa A và B, simple hay là continuous? Thế các bạn thấy 7 giờ cho đến lúc này mà giờ chúng ta biết thì nó là một quãng thời gian ngắn. Vậy thì những cái dấu chỉ về thời gian ngắn á, xảy ra liên tục mà diễn ra trong một thời gian ngắn thôi thì thường nó ưu tiên dùng cho thì tiếp diễn, continuous. Những cái tiếp diễn thường nó nhấn mạnh, và nhấn mạnh thì người ta thường nhấn mạnh những cái không có bình thường. À, mà cái chuyện chờ đợi này đó, cái chuyện ngắn ngủi này nó cũng không phải là cái chuyện gọi là thông thường cho lắm. À, nó đang có ý nhấn mạnh, cho nên mình sẽ ưu tiên dùng thì continuous cho nghĩa perfect là câu B. Ok. Have you been waiting for my call since 7 o'clock? Cho nên cái độ dài của thời gian đó, nó cũng là một yếu tố để mình xác định việc chọn thì simple hay là thì continuous. À, thì continuous thường là thời gian nó ngắn hơn, nó nhỏ hơn, nó hẹp hơn các bạn nha. Câu số 8. The new movie several times. Bạn thấy ngay cái chữ several times này chính là từ gợi ý về thời gian cho thì hiện tại hoàn thành đơn giản.
present perfect simple. Vậy thì ta chỉ cần đi tìm ngay câu trả lời của mình. Trong bốn câu này chỉ có câu A là thì, hiện tại hoàn thành đơn giản, has, cộng với verb 3 ở đây. Vậy thì ta có câu trả lời. Hasn't Ed watched the new movie several times? Không phải là Ed đã xem bộ phim mới nhiều lần chứ? Mời các bạn có 30 giây để làm thêm hai câu nữa, 9 và 10. Mời các bạn. Chúng ta cùng xử với nhau. Câu số 9. We closed from Tuesday to Thursday. Chúng tôi đóng cửa từ thứ ba đến thứ năm. Ta thấy ngay ở đây gợi ý với thời gian là from và to. Từ thứ mấy đến thứ mấy. Đây chính là thì hiện tại đơn giản. Vậy ta đi tìm hiện tại đơn ở đây. Ta thấy ngay là câu B. We are closed from Tuesday to Thursday. Câu số 10. His pizzas. Pizzas tức là cái bánh pizza của Ý đó các bạn. Và các câu ở đây đều có ý muốn hỏi rằng bạn có thử, try, bạn có thử bánh pizza của anh ấy bao giờ chưa? Chữ bao giờ nằm ở chữ ever, 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 ever. Và các bạn biết, chữ ever thường được dùng ở trong câu hỏi với thì hiện tại hoàn thành đơn giản để hỏi về các kinh nghiệm ở trong cuộc sống. Bạn có kinh nghiệm trong việc thử bánh pizza của anh ấy chưa? Có thử bao giờ chưa? Vậy thì ta chỉ cần đi tìm thì hiện tại hoàn thành là được. Vậy câu D chính là câu trả lời cuối cùng. Have you ever tried his pizzas? Bây giờ chúng ta đi qua bài tập số 2, exercise 2. Chia động từ trong ngoặc ở thì thích hợp present simple, present continuous, present perfect simple hoặc là present perfect continuous. Bây giờ các bạn có một phút để hoàn thành việc chia động từ của ba câu này. Xin mời các bạn bắt đầu. Rồi, bạn nào cần thời gian thêm thì có thể dừng màn hình lại để làm cho xong trước khi xem đáp án nhé. Chúng ta cùng sửa với nhau. Câu thứ nhất. I know they do that in the past. Tôi biết họ làm điều ấy trong quá khứ. Thưa các bạn, đây là một câu viết mình lấy từ một cái
thư của một vị giáo sư người Mỹ viết cho mình. Và cũng khá đặc biệt câu này, bởi vì khi các bạn nhìn thấy in the past thì nhiều bạn sẽ chia ngay lập tức là thì quá khứ đơn chúng ta chưa học tới, nhưng nhiều bạn có thể đã học rồi và các bạn lẫn lộn và thấy in the past một cái là trong quá khứ thì bạn dùng ngay động từ ở quá khứ đơn. Nhưng trong trường hợp này thì không phải thế. Một chức năng khá tiêu biểu của thì present perfect simple, thì hiện tại hoàn thành đơn giản, là diễn tả một sự kiện nào đó ở trong quá khứ, xảy ra trong quá khứ, hoàn thành trong quá khứ luôn rồi, xong rồi, nhưng không có nêu ra thời gian rõ ràng, thì ta vẫn có thể sử dụng thì này được. Và người ta sử dụng rất là nhiều thì này với chức năng như vậy. Thưa các bạn, in the past là một ám chỉ về quá khứ, nhưng nó không chính xác là ở cái mốc thời gian nào trong quá khứ. Chỉ nói chung chung là trong quá khứ thôi. Cho nên mình ở đây có thể sử dụng thì present perfect simple, nói về sự kiện trong quá khứ nhưng không nêu chính xác thời điểm của quá khứ. Vậy thì ở đây ta có câu trả lời là I know they have done that in the past. Câu số 2. She's tired because she exercised for an hour. Cô ấy mệt bởi vì cô ấy tập thể dục trong một tiếng đồng hồ. Vậy bạn thấy câu này cũng là một câu rất là quen thuộc, phải không ạ? Mà chúng ta đã thực tập với nhau rất nhiều. Đó là việc cô ấy mệt là dấu vết, dấu tích của việc cô ấy tập thể dục. Vậy thì ta thấy ngay đây chính là thì present perfect continuous. Vậy câu trả lời là She's tired because she has been exercising for an hour. Câu thứ ba. We know the engineer for a couple of years. Bạn thấy ngay cái chữ for này đi với một quãng thời gian đằng sau đó. Vậy thì ta hiểu đây là hoàn thành. Chúng tôi biết người kỹ sư đó được một vài năm rồi, đôi ba năm rồi. Vậy thì ta chia thì hoàn thành. Nhưng mà hoàn thành nào đây? Hoàn thành simple hay là hoàn thành continuous? Vậy thì ta nhìn vô động từ to know. Know là biết. Động từ này là một stative verb, một động từ trạng thái. Mà động từ trạng thái thì ta thường dùng với dạng simple. Vậy thì ở đây nó có ý là hoàn thành, for cộng quãng thời gian là perfect, perfect. Nhưng mà do cái chữ know này là stative verb, động từ trạng thái, cho nên ta ưu tiên dùng thì cái dạng simple. Vậy câu trả lời là We have known the engineer for a couple of years. Bây giờ qua câu số 4. Mời các bạn trong vòng 1 phút hoàn thành câu này.
Hy vọng các bạn đã làm xong. Bây giờ chúng ta cùng sửa với nhau. What is that sound? Cái tiếng gì vậy? Âm thanh gì vậy? Janet trả lời John. A dog barked somewhere down the street. This drives me crazy. I wish it would stop. It barked for more than 10 minutes. Một con chó sủa ở đâu đó, somewhere, dưới phố, dưới cái đường đó, là cuối đường đó. Điều này làm cho tôi phát điên lên được. Tôi ước gì nó sẽ dừng lại. Nó sủa hơn 10 phút rồi. Vậy thì thưa các bạn, đầu tiên, a dog bark somewhere down the street. Khi mà John hỏi Janet cái này, thì Janet mô tả rằng một con chó nó đang sủa ở dưới phố. Bởi vì John hỏi là cái tiếng gì vậy, thì Janet nói lại sự việc là con chó này nó đang sủa ở đâu đó dưới phố. Vậy thì ta biết ngay đây, theo mạch văn, ta thấy đây là thì tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn. Rồi Janet nói tiếp, điều này làm cho tôi phát điên lên được. Ở đây một cái mô tả về cảm xúc. Điều này làm tôi phát điên lên được. Mình có thể sử dụng thì hiện tại đơn ở đây là mô tả cái cảm xúc của tôi. Nó đã sủa được hơn 10 phút rồi. Vậy ta thấy ngay ở đây thì có yếu tố hoàn thành. For cộng với một quãng thời gian hoàn thành. Nhưng bây giờ mình chọn hoàn thành nào đây? Hoàn thành simple hay là hoàn thành continuous? Bạn biết cái việc nó sủa hơn 10 phút nãy giờ nó dai dẳng lắm, khó chịu lắm, làm cho cái cô này muốn điên lên được. Vậy thì cô này dĩ nhiên là đang muốn nhấn mạnh rằng đây là một cái điều làm rất là khó chịu. Vậy thì cái thì mà làm cho diễn tả cảm xúc khó chịu, nhấn mạnh cảm xúc khó chịu đó, thì là thì continuous, thì diễn tiến. Vậy ta phải dùng hoàn thành tiếp diễn ở đây. Và câu trả lời cuối cùng là thế này. A dog is barking somewhere down the street. This drives me crazy. I wish it would stop. It has been barking for more than 10 minutes. Ở đây có một lưu ý là nếu bạn muốn sử dụng cái chỗ này nè, là thì tiếp diễn cũng được. Tức là hiện tại tiếp diễn để bạn nhấn mạnh rằng cái điều này nó đang làm cho tôi rất là phát điên lên được. Thì bạn vẫn có thể sử dụng thay vì thì hiện tại đơn ở đây để mô tả cảm xúc của người đó thôi, thì mình có thể dùng để nhấn mạnh hành động luôn cũng được, tùy các bạn, nhưng mà thường thì như thế là đủ rồi. Bây giờ câu 5, 6, 7 các bạn có một phút để hoàn thành, mời các bạn.
Rồi, bạn nào cần thêm thời gian thì dừng màn hình lại nhé. Chúng ta cùng sửa với nhau. Câu số 5. You look really great. You exercise lately. Bạn nhìn rất là tuyệt, rất là khỏe mạnh đó. Bạn thể dục gần đây hả? Bạn tập thể dục gần đây hả? Thưa các bạn, mình thấy ngay ở đây cái việc mà nhìn rất là khỏe mạnh như vậy đó, nó là dấu tích cho cái việc là tập thể dục, cho câu hỏi tập thể dục gần đây hả? Vậy thì ta thấy ngay đây chính là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy câu trả lời là Have you been exercising lately? Câu số 6. He smoked 3 cigarettes a week. Bạn thấy cái chữ 3 a week ở đây, 3 cái gì đó một tuần. Vậy đây chính là diễn tả một cái sự việc thực tế, lặp đi lặp lại, thói quen. Anh ta hút 3 điếu thuốc một tuần. Cứ một tuần thì ta hút 3 điếu. Vậy thì ta biết đây chính là thì hiện tại đơn giản. Simple present. Và câu trả lời là He smokes 3 cigarettes a week. Rất đơn giản. Câu số 7. Hey, where has Joseph been? We wait for him since this morning. Hey, Joseph đã ở đâu vậy? Chúng tôi đợi anh ta kể từ sáng nay. Từ sáng đến giờ, chúng tôi đợi Joseph, anh ta ở đâu vậy? Vậy thì chúng ta biết ngay đây chính là thì hoàn thành vì đã đợi từ sáng đến giờ. Và cái câu mà hỏi Where has Joseph been? Là một câu nhấn mạnh. Ở đâu vậy ta? Mà không thấy đâu cả. Chúng tôi chờ từ sáng đến giờ. Vậy thì bạn biết đây là yếu tố nhấn mạnh. Vậy ta dùng thì continuous thay vì thì simple. Vậy thì câu trả lời là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hey, where has Joseph been? We have been waiting for him since this morning. Nhấn mạnh. Và bạn biết một điều nữa như chúng ta nói với nhau lúc nãy, cái khoảng thời gian this morning là một khoảng thời gian ngắn ở trong ngày. Nó không phải là mấy năm hoặc là mấy tháng, mà nó là một cái khoảng có mấy tiếng đồng hồ thôi. Vậy thì những cái khoảng thời gian mà ngắn, hẹp mà lại muốn nhấn mạnh nữa thì chỉ có dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà thôi. Bây giờ ba câu tiếp theo, bạn cũng có một phút, xin mời các bạn. Chúng ta sửa với nhau. Câu số 8. You call your brother yet? Bạn gọi anh hoặc là em trai của bạn chưa?
chúng ta thấy ngay chữ yet này đi với câu hỏi á, thì nó thường là dùng cho thì hiện tại hoàn thành đơn giản. Vậy câu trả lời là Have you called your brother yet? Have hoặc là has cộng với verb 3 ở đây. Câu hỏi cho nên đưa cái chữ mượn have lên trước chủ ngữ. Have you called your brother yet? Các bạn lưu ý một chữ ở đây về phát âm. Đừng đọc là brother nha. Brother không phải là O, mà là chữ Á, Á mặt trăng tiếng Việt Nam mình đó. Brother. Rồi, câu thứ 9. Daisy ever be to New York yet? Ở đây một lần nữa chúng ta lại thấy chữ yet giống trên này. Và nó cộng thêm cái chữ ever ở đây. Như chúng ta nói với nhau lúc nãy, chữ ever thường dùng để hỏi về một kinh nghiệm của đời sống. Và khi nó nằm ở trong câu hỏi dạng này đó, thì nó thường đi với thì hiện tại hoàn thành đơn giản. Vậy câu trả lời là Has Daisy ever been to New York yet? Thế Daisy đã bao giờ đến New York chưa? Các bạn thấy chúng ta không có cần dịch chữ have ở trên này hoặc chữ has ở đây. Những cái từ này mượn vào để cho nó đủ công thức thôi. Còn chúng ta dịch nghĩa ở động từ verb 3 của nó các bạn nha. Đấy. Be to somewhere, đến nơi nào đó. Động từ to be cộng với to cộng một cái nơi chỗ nào đó. Đến nơi nào đó. Câu số 10. My students at times make a mess in the class. Các học sinh hoặc các sinh viên của tôi đôi khi tạo ra một đống lộn xộn ở trong lớp. Chúng ta thấy ngay chữ at times, nó bằng chữ sometimes, là thỉnh thoảng, đôi khi. Vậy đây chính là từ gợi ý cho thì hiện tại đơn giản. Vậy ta câu trả lời là My students at times make a mess in the class. Rất là đơn giản các bạn ha. Bây giờ chúng ta đi qua bài tập số 3, exercise 3. Correct mistakes in these sentences. Hãy sửa lại các cái lỗi ở trong những câu này. Các bạn có một phút để đọc và làm bài này. Các bạn hãy tìm tất cả những cái lỗi về văn phạm có thể ở trong câu này. Mời các bạn một phút. Rồi, hy vọng các bạn làm xong rồi. Ai chưa xong có thể dừng màn hình lại để làm cho xong trước khi chúng ta đi vào phần đáp án nhé. Bây giờ chúng ta cùng sửa với nhau. This actor very rich. Người diễn viên này rất giàu. He makes 3 movies so far. Anh ta làm 3 bộ phim cho đến lúc này. I like his movies because it's funny. Tôi thích các bộ phim của anh ta vì nó hài hước. At the moment,
He has been signing a contract for a new film. Lúc này, anh ta đã ký một cái hợp đồng cho một bộ phim mới. Thì các bạn đã phát hiện ra bao nhiêu lỗi ạ? Đây là các lỗi. Đầu tiên mình thấy ngay, câu này là câu có dấu chấm mà trong đây thì chưa có động từ. Chỉ có các danh từ, rồi tính từ, trạng từ. Vậy thì phải thêm động từ vào đây, mà động từ khi có tính từ trong câu thì thường ta thêm động từ to be vào. Để câu có động từ thì khi đó mới chấm được. Vậy thì ở đây phải thêm to be. Three movie, ba bộ phim, ở đây thiếu chữ S. Bộ phim là cái danh từ đếm được, cho nên phải thêm S vào sau nó. Ba bộ phim, three movies, và cái chữ S đây. Rồi, cái chữ so far này các bạn biết là từ để gợi ý cho thì hiện tại hoàn thành đơn giản cho đến lúc này, so far. Vậy thì động từ ở đây phải chia ở thì hiện tại hoàn thành đơn, chứ không thể nào chia ở hiện tại đơn được. Vậy sai thì. Tiếp theo, I like his movies. Tôi thích các phim của anh ta bởi vì nó hài hước. Nó là sai ngay, phải là chúng nó mới đúng. Tại vì các bộ phim là số nhiều các bạn ha. Các bộ phim của anh ta, vậy thì chữ it phải thay bằng they. Funny, bạn thấy cái câu, cái vế câu này, because đằng sau đó chủ ngữ đây, funny hài hước là tính từ, vậy ở đây cũng thiếu động từ giống như ở trên này, ta phải thêm to be vào. Because they are funny, không thể it được bởi vì có nhiều cái movie. Rồi, at the moment, lúc này bạn thấy đây chính là cái từ để gợi ý cho thì hiện tại tiếp diễn. Vậy thì câu sau đó phải chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Trong khi đó thì ở đây là chia sai rồi. Bởi vì đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, không cần thiết như thế. At the moment, tức là now, bây giờ đó. Rồi, sai về thì. A contract, anh ấy đang ký một cái hợp đồng cho một bộ phim mới. Ta thấy ngay ở đây chữ an là sai, phải là chữ a mới đúng. Dư chữ n, bởi vì đằng sau nó không phải là một nguyên âm mà là một phụ âm. Phụ âm thì chữ a là được rồi. Rồi, vậy thì câu trả lời cuối cùng là thế này. This actor is very rich. He has made three movies so far. I like his movies because they are funny. At the moment, he is signing a contract for a new film. Bây giờ qua câu số 2, các bạn cũng có một phút để làm bài này. Mời các bạn hãy tìm tất cả những lỗi ở trong đây và sửa lại.
Rồi, hy vọng các bạn đã làm xong. Nếu bạn nào chưa xong thì có thể dừng màn hình lại để làm cho xong các bạn nha. Rồi các bạn mới xem đáp án, như vậy sẽ tốt hơn. Chúng ta bây giờ sửa với nhau. Đây là các lỗi trong câu này. America là châu Mỹ. Strong because people respect good values such as democracy. Rồi, dịch nhanh với nhau. Nước Mỹ, nếu mà ta dùng là America nói chung chung á, thì là châu Mỹ gồm có Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nhưng mà thường khi nói một quốc gia nào đó thì người ta nói chữ America nó có nghĩa là the United States, tức là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nước Mỹ. Trong trường hợp này là nước Mỹ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nước Mỹ mạnh là bởi vì người ta, tức là dân chúng đó, respect, tôn trọng, good values, những giá trị tốt, such as, giống như là democracy, nền dân chủ, free of speech, tự do về ngôn luận, tự do về tiếng nói, free of religion, tự do về tín ngưỡng tôn giáo, tức là thực hành tôn giáo, không phải chỉ là tin không mà là thực hành nữa. Mọi người đều có quyền tin và thực hành và tôn giáo mà mình chọn. Free of press, press là báo chí, tự do báo chí. Các báo chí ở Mỹ đều là báo chí tư nhân, các công ty báo chí tư nhân chứ không phải của nhà nước, etc. nghĩa là vân vân. Anyone can criticize public official. Bất cứ ai cũng có thể phê bình quan chức công chúng. Những quan chức đều là người của công chúng, cho nên phải phục vụ công chúng, và chính vì thế công chúng, bất cứ là người công dân nào cũng có thể lên án những quan chức trong chính quyền. Like như là tổng thống, the president, the governor, thống đốc của bang đó, the mayor, thị trưởng, the police, cảnh sát. Vậy chúng ta thấy những cái chỗ gạch dưới này là những chỗ sai về văn phạm. Đầu tiên, America strong nghĩa thì có thể hiểu được, nhưng ở đây đang thiếu động từ. Strong là tính từ, America là danh từ. Câu này chưa có động từ cho nên phải thêm is vào đây, to be. Rồi, cái thứ hai, chữ respect này sai ở chỗ là thêm chữ s vào đây. People là ngôi thứ ba số nhiều chứ không phải là ngôi thứ ba số ít, cho nên động từ không có thêm gì cả. Để nguyên. Such as democracy, như là nền dân chủ. Chúng ta biết nền dân chủ là danh từ, vậy thì nó đang là danh từ thì những cái đằng sau nó liệt kê cùng với nó cần phải dùng danh từ. Free ở đây chỉ là tính từ thôi, là tự do thôi, còn sự tự do đó thì phải là freedom. Freedom cũng thế, freedom. Tiếp theo, chữ official phải có chữ S là bởi vì ta đang nói đến các cái nhân vật, các quan chức về của công chúng. Vậy thì đây là số nhiều. Còn nếu không thì trước đây phải có một cái chữ chả như là là một. Bởi vì quan chức là người đếm được, cho nên buộc là một phải có chữ ờ đằng trước này, nếu không có chữ s, còn không thì không có chữ ờ thì phải có chữ s đổi thành số nhiều. Vậy câu trả lời cuối cùng là đây.
America is strong because people respect good values such as democracy, freedom of speech, freedom of religion, freedom of press, etc. Anyone can criticize public officials like the president, the governor, the mayor, the police. Nước Mỹ mạnh bởi vì người ta, dân chúng, tất cả mọi người ở trong quốc gia đó tôn trọng những giá trị tốt đẹp, chẳng hạn như nền dân chủ, sự tự do về ngôn luận, về phát biểu, sự tự do về tôn giáo, sự tự do về báo chí, vân vân. Bất cứ ai cũng có thể lên án các quan chức công cộng như là tổng thống, thống đốc, thị trưởng. Thưa các bạn, bây giờ đến phần tăng tốc. Các bạn sẽ làm những bài chúng ta mới làm và phân tích kỹ với nhau, nhưng thời gian sẽ rút xuống ngắn hơn nhiều. Bây giờ mời các bạn tập cho mình có khả năng phản xạ các bạn nhé. Mỗi hai câu các bạn sẽ có 10 giây. Mời các bạn. Câu 1 và câu 2. Đáp án là câu 3 và câu 4. 10 giây bắt đầu. Đáp án là hai câu tiếp theo. 10 giây bắt đầu. Đáp án là mười giây tiếp theo cho hai câu 7, 8. Đáp án câu 9 và câu 10 bắt đầu. Đáp án là bài tập số 2. Các bạn có 15 giây để hoàn thành việc chia động từ cho 3 câu ở trên màn hình. Mời các bạn. Đáp án là mười lăm giây tiếp theo cho câu số 4. Mời các bạn. Đáp án là
15 giây cho 3 câu tiếp theo. Đáp án là mười lăm giây tiếp theo. Đáp án là 3. Các bạn 15 giây tìm ra các lỗi và sửa lại. Mời các bạn. Đáp án là 2, 15 giây bắt đầu. Đáp án là Rồi, thưa các bạn, rất hy vọng rằng những nỗ lực của chúng ta trong việc biên soạn và thực hành với nhau giúp ích cho các bạn trong việc làm quen hơn và phát triển khả năng tiếng Anh của mình, các bạn nhé. Chúng ta vậy là đã học về lý thuyết và thực hành cũng khá khá. Các cái bài về thì của quãng thời gian present, hiện tại. Bây giờ với kiến thức mà chúng ta hy vọng đã nắm rõ, nắm vững, chúng ta có thể tự nhiên để đem những cái nguyên lý này sang áp dụng cho các thì còn lại của quãng thời gian quá khứ và tương lai. Vậy thì trong bài lần tới, bài số 9, chúng ta sẽ tiếp cận với thì past simple, quá khứ đơn giản, quá khứ đơn. Các bạn sẽ thấy nó dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta lúc trước học về thì present simple, thì hiện tại đơn. Chúng ta sẽ đem những nguyên tắc của hiện tại đơn qua để áp dụng cho quá khứ đơn. Các bạn sẽ thấy nó khá là đơn giản. Vậy xin được hẹn các bạn trong bài lần tới, bài số 9. Bây giờ thì xin được chào các bạn và chúc các bạn sức khỏe và muôn sự an lành.